bao nhiêu năm khổ cực leo đèo lội suối thì ta cũng có được cái nơi có cây tươi vui này. Để mình cua nó đi. Ai đó? Cũng còn thì bước ra đây. Nếu là quân tượng thì đừng có đánh lén. Có ai thấy quân tử nào mà cầm mấy cưa đi cưa lén cây tươi vui không? Tôi thích gì đó sao ông già? Ông nhìn là ông coi, bên ông có 3 người, bên tôi có 4 người, tụi tôi muốn ăn hiếp ông á, được không? Ông đừng có nghĩ ông già mà tụi tôi nương tay nha. Có ai quen biết đâu mà nương tay? Ta cho các người xem. Mấy đứa ăn bánh đi. Hai đứa. Dạ. Nhìn ta biểu diễn nè. Hết tình cho bay rồi. Má vô đây mà nút. Wow, wow, wow. Tới cái chuyện rồi. Oh. Sư phụ hay quá trời. Phong, xem tên này là ai coi. Ông lão già nhớ đó, chúng tôi sẽ quay lại. Có quen biết gì đâu mà nhớ. Còn cây tươi vui ở đây thì chắc chắn sẽ còn ta ở đây.